Ok, xin chào các bạn. Trong cái video này thì mình sẽ nói với các bạn về một phần mềm tên là Anki. Các bạn đã có nghe về Anki chưa? Thì Anki hay là Quizlet hay một số là Memrise, nói chung chúng ta đã đến những cái phần mềm để chúng ta có thể là luyện từ vựng, học từ vựng một cách nhanh hơn. Học từ vựng hay là câu cách nhanh hơn. Ở đây mình đã sử dụng qua rất nhiều các cái ứng dụng Memrise, Quizlet và Anki. Mình ưu tiên là hai cái ứng dụng tên là Quizlet và Anki, là hai ứng dụng rất là tốt, và đặc biệt là Anki là ứng dụng mà tùy biến rất là tốt. Đã, tức là mình tùy chỉnh tinh chỉnh hình ảnh rất nhiều thứ, nó hỗ trợ cho những người mà luyện học ngoại ngữ đến mức thành thạo rất là hiệu quả. Thì mình ưu tiên hai ứng dụng đấy. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ nói các bạn về cái ứng dụng tên là Anki. Thì Anki là cái ứng dụng mà nó hỗ trợ cho cả ba nền tảng, bốn nền tảng đúng không? Đã, tức là ba nền tảng là Windows, là cái laptop này, cái điện thoại Android này đó, và cái điện thoại iOS, iPhone hoặc là Mac. Thì ba cái ứng dụng này, ba cái này thì đều là được hỗ trợ ở trên Anki. Tuy nhiên thì ở trên ứng trên của iOS thì Anki nó sẽ phải mất mất phí, gọi là $25 đó, thì nó khá là cao. Thì nhiều bạn sẽ không không biết là nó thật sự hiệu quả hay không. Thì ngày hôm nay thì mình có một cái phần mềm, cái ứng dụng Anki trên iOS, trên điện thoại iPhone, và nó là cái bản mà gọi là bản crack đi. Đấy, cái bản gọi là bản mà đã bẻ khóa. Đấy. Thì chúng ta có thể là tải về để dùng thử, và nếu mà chúng ta thấy là cái ứng dụng Anki nó thật sự là hữu ích, tốt, và chúng ta ứng dụng nó với trong cái cuộc sống của mình được, trong cái việc học ngoại ngữ của mình được, thì mình nên mua, đúng không ạ? Thì ngày hôm nay mình hướng dẫn các bạn cách để chúng ta cài đặt cái bản Anki iOS ở trên 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 điện thoại iPhone, đúng không ạ? Thì ngày nay mình sẽ ngay bây giờ cái video mình sẽ hướng dẫn các bạn. Ok. Ok, trong cái video này thì mình đang hướng dẫn các bạn cài đặt một cái app Anki ở trên điện thoại iPhone. iPhone thì Anki là phần mềm bản quyền nên nó sẽ mất phí. Và trong cái video này thì tác giả đã hướng dẫn, cái người làm video đã hướng dẫn, và mình trước đây thì mình đã làm theo cái video rồi, nó thành công. Thì đầu tiên là vào cái đường link bên dưới này là tongbu.com, sau đó chúng ta vào cái ở đây, kích đây, nó sẽ không ra cái kích hoạt ở đây, nó hiện ra cái trang như thế này. Rồi ấn vào đây, ấn vào download đấy. Ấn thẳng vào cái chỗ biểu tượng này, dòng chữ này, không ấn vào đây. Đây còn mát thì ấn vào đây, đào vào đây. Sau khi mà ấn tải về rồi thì mình cài đặt bình thường, thì hiện tại đặt xong thì nó sẽ ấn next bình thường thôi, nó hiện như này. Thì bây giờ mình phải support it. Install iTunes này, hay không? App này rất là hay này, tungbu.com này tự động cài đặt iTunes cho mình luôn này. Sau thì restart Tungbu Assistant after iTunes install. Rất là thú vị luôn. Rồi mình restart lại. Trong lúc chờ đợi thì mình sẽ qua xem bên này. Windows Installer này vẫn bắt cài đặt lại. Nhưng có lẽ là mình phải cài đặt setup lại đây là 12.11. Tức là cái này là 12.11. Bây giờ mình phải out khoảng 12.11 này. Uninstall đi. Đúng không? À, đây là app. Mình uninstall bản app này đi. Tức là nó sẽ bản 12.9. Đấy, phải install bản app này đi này. Open location. Delete hết đi. Rồi. Bây giờ mình sang thằng tông bu này mình kích vô lại.
Sọt thì khác ý chị. Welcome. More này. Phần app được rồi. Đây là phần web short này, này. Đây là phần web short của nó này. Mình gõ vào Anki xem qua nhé. Đây này, Anki này. Đây chắc là chữ tải. Oh dear, connect your Apple ID. No app crash. Đây này, như này, ấn vào đây này. Nó sẽ có cái phần tải về đây. Đấy, bản 2.31. Esse botão aqui provavelmente é caneta. Vamos ver. Vai aparecer o download 2.3.1. aqui do antes. A taxa não é tão alta. Terminando, vão ter os apps. E aqui eu tenho o app do Anki. Eu acabei clicando aqui em não instalados, porque eu já tenho instalado no meu iPhone o Anki. Porque o app no meu iPhone vai clicar em install. É somente isso, tá certo? Espero que vocês tenham gostado do clique em curtir. Install it. Sister. Tại vì install đây này. Đấy, install trên máy success. Rồi, ok, thành công. Thế trên máy điện thoại của mình đã có phần mềm Anki. Ok, mình sẽ show cho các bạn xem nhé. Trên máy của mình đã có phần mềm Anki rồi. Đấy, bản 2.31 thì không biết Anki ở trên máy ở trên App Store bao nhiêu. Mình sẽ show trên cái màn hình điện thoại của mình đây. Ok, mình dùng cái ứng dụng tên là Power này, rất là hay luôn. Power Mirror là thành công rồi đấy. Bây giờ mình sẽ thử, mình phải thử ở trên OK. Đây nha, màn hình điện thoại này của iPhone của mình đây. Đây là cái app mà Anki mà mình vừa mới mà mình đã dùng cái phần mềm Ubuntu đấy. Đây mình đây là bản 2.3.1, mình thử vào trên App Store xem mà bản mới nhất của Anki là bây giờ bao nhiêu. Đó. Nó còn mới nhất, chắc là bản cũ rồi. 2 năm này. Như này, cái bản mới nhất của nó là 2.0.67 đấy. Có bản, cái bản mà mình vừa mới 2.0.67 đấy, các bản mà mình cài thì giống với cả cái bản này, anh kia đây. Would like to send notification. Yes, okay, welcome. Thì cái bản này là bản bao nhiêu đây? About. Đấy, 2.0.31. Được chưa? 2.0.31. Thì bản này là bản đã ra 67 rồi. Thế bản này bản thứ 31, đã kia là bản 67 rồi. Tức là nếu mình bỏ chi phí ra mình mua thì nó sẽ tốt hơn. Nên mình đang thử là cái bản không có, đúng không? Thì mình sẽ thử synchronize, tức là gọi là gọi là đồng bộ. Học tiếng Anh.
Đây. Hello, để sau sau khi mình đã đúng điền đúng mật khẩu password của mình thì mình đã, mà mình nó sẽ hiện ra cái phần này download from Anki Web, mình download đó rất là nhiều luôn, download from Anki Web và đợi, đúng không? Đây là bản 2.0.31. Ok, xin chào các bạn. Sau khoảng tầm 29 phút, khoảng tầm 15-20 phút gì đó, tầm hơn 20 phút thì mình đã cập nhật xong 600, tầm hơn 600 MB cái dữ liệu từ Anki của mình, là mình cập nhật ở trên hệ thống của Anki và rất là nhanh. Đó. Thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn thấy một số cái, đây là một số các cái bộ thẻ, bộ cards mà mình đã biên tập đã làm. Agree. Agree. Đấy, cái này không sao cả. Này vẫn ok này, agree này vẫn có này. Afraid. 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 Angry. Angry, arrive. Phát ra một thẻ. Ok mà nhỉ, sao thế nhỉ? This is the story of Bridget and Annie, who share a flat in London. Ok, thì như vậy là easy. Dừng công cụ nhé, không nhé. That's not right. That's not right. Không nhận nào. Phải gõ. That's not right. Kiểu đấy nó chỉ gõ không cho dùng vậy. That's right. Được cái này. That's I'll be back. I'll be right back. Dot. They'll be right back. That's right. That's it. That's not fair. That's not fair. Đó, kiểu kiểu như vậy. Cái này thì ok. Nhưng còn các cái video mình vừa mới quay xong cho các bạn, hướng dẫn các bạn cách để chúng ta cài đặt ứng dụng Anki ở trên điện thoại iOS bản 2.0.31. Thì nếu các bạn thấy video, ngoài ra thì mình còn một cái phần quà, là các bạn có thể để lại cái phần email của các bạn để cho các bạn tham gia cái nhóm học tiếng Anh siêu tốc, hành hạ tiếng Anh siêu tốc, để nhận được cái phần quà là một cái bộ thẻ được tạo sẵn để giúp các bạn học tiếng Anh. Bộ thẻ gồm có 625 từ thông dụng. Ok, các bạn có thể tìm ở trong cái nhóm thành thạo tiếng Anh siêu tốc và để lại phần comment ở trong nhóm đó, để mình sẽ gửi các bạn cái bộ thẻ đó. Thì cái bộ thẻ đấy sẽ bao gồm là hình ảnh, từ hình ảnh, phiên âm, âm thanh của những từ và cách đánh vần của những từ đó một cách rất là cụ thể và chi tiết. Các bạn có thể nhận được một cách hoàn toàn miễn phí. Ok, và video này mình sẽ dừng ở đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye. Hay và hữu ích, các bạn hãy like và share giúp mình. Ok, và nếu như mà các bạn có những câu hỏi gì thắc mắc liên quan đến cài đặt Anki, hoặc là hướng dẫn sử dụng về Anki, hoặc là liên quan đến tất cần tật liên quan đến những thứ phải về Anki, các bạn hãy comment ở dưới cái video này nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.